Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Dream Care. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Dream Care cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Dream Care Tram õm i-Extract Citrus Aurantifolia Passiflora Incarnate Vitamin B12 Vitamin B9 Vitamin B6HCl Vitamin B1HCl Inulin iron hydroxy ba -E. magnesi gluconat dạng bào chế siro công dụng hỗ trợ giúp thư giãn an thần giúp trẻ dễ ngủ ngủ sâu giấc dùng cho trẻ khó ngủ hay giật mình quấy khóc về đêm ngủ không ngon giấc giúp bé giảm quấy khóc vào ban đêm để trẻ dễ đi vào giấc ngủ ngủ sâu giấc chỉ định. Trẻ hay giật mình, quấy khóc về đêm. Trẻ khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi, 5ml một lần sau bữa ăn tối 30 phút. Trẻ từ trên 2 tuổi đến 5 tuổi, 10ml một lần sau bữa ăn tối 30 phút. Trẻ trên 5 tuổi, 20ml một lần sau bữa ăn tối 30 phút. Có thể uống trực tiếp hoặc pha với nước trước khi uống. Trong hầu hết các trường hợp nên dùng 7 đến 10 ngày. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh, Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Dream Care, đồng thời biết cách sử dụng Dream Care, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham